Cho con bà đâu rồi? Con á? À, cơ con. Con bà đâu rồi? Cơ con. Không có con hả? À. Bà năm nay nhiêu tuổi? Sáu tuổi. Bà 6 tuổi hả? À. Sao bà có 6 tuổi vậy? Tuổi Tết. Tuổi Tức là bà 60 tuổi. Tuổi Tết. Bà tuổi Tức hả? À, bà cũng không biết bà bao nhiêu tuổi, cả nhà cũng xem xém chắc cũng bà cũng gần hơn 60 tuổi ha. Bà có mấy 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 đứa con Hai đứa rồi? Đứa đâu rồi, không ai nuôi bà mình nào mình này rồi? Đứa con của bà đâu rồi? Con cái của không bà không có con? Sao bà không có con? Nãy giờ bà nói hai đứa con mà. có mình tao rồi. À, mình bà hả? Bà xuống đây được không bà? Xuống đây nè. Ôi rồi, chắc có bà nhỏ xíu cơ nha. Ôi ôi, chắc bà nhỏ xíu à. Bà đi không được hả? Ồ.